cái kick và mỗi cái snare đều cover hết nha. Ừ đó đó, hai cái luôn. Ừ, thay vì em nhả một cái nó là chỉ level 1 thôi. Ừ, phải đánh kick nha. Rồi. Rồi giờ mình đánh lại cái đó rồi thì kick. Em nhớ lúc mà đầu của tụi mình không? Lúc đầu tụi mình nó chỉ có nhiêu đây thôi. Kim đánh thì cái tay này nó nhả hoặc cái tay này nhả như kiểu mà tango vậy. Sau này mình nhả double, bây giờ chỉ nhả cái tay lép thôi. Lúc đó em đánh xuống mà em cầm hai ngón, đừng có cầm một cái, cầm không bao được. Nghĩa là em đang cầm cái em nhả nó ra, em đang cầm tay chặt cái em nhả nó ra tự động nó ra. Ừ đó đó, giờ mình đang đánh lẹ nè. Của nó không? Dạ có. Rủ lê của nó một. Nhịp của nè xe rồi vô cái kích lại nha. Xe xong rồi nó vô lại cái chân bay lại là reset lại. Dạ. Rồi bây giờ chết ừ rồi giờ rồi làm từ từ thì làm chậm cho em coi luôn. Mình đếm 4 nha. 1 là một là mình bụp là cái kích nha, cứ bốn khuôn nha. Ok rồi là bốn khuôn nha. Một hai ba bốn, một hai ba bốn, thank you.
lên, tại vì mình đang còn ở basic. Mỗi ngày học được chút xíu nha. Rồi. Rồi, thưa quý vị, bữa nay mình học điệu điệu phất nha quý vị. Điệu phất rất interesting. Nó là gáy quê vô tất cả các điệu. Nhưng mà các chị, thầy chỉ cho các chị, các thầy, các cô lo khánh thành đấy nhân điệu 2 class. Như cha cha thì nét lịch cái này. Bây giờ mình go back lại, mình regroup lại, mình học lại từ đầu, tại tất cả các khóa đều từ xa lại từ đầu hết quý vị. Rồi thầy chào luôn cô Chính Tâu, giờ đây vẫn còn rất hay ghê ha. Oh, oh, oh.
được lại. Có nghĩa là gì? Tại vì cái đó là cái dĩ vãng nó đẩy lên. Em nhớ thôi nha. Rồi cảm ơn quý vị các bạn đã ở đến chương trình lấy cho ngày hôm nay. Tại có nhiều chuyện của mùa, trong mùa phải làm thế dụ, thầy phải ở đến tối nên là không có thì giờ học. Thầy muôn chút xíu rồi thầy sẽ go back lại cái giờ đấy là bình thường. Rồi cảm ơn ca sĩ Thu Thủy, trống xịt Thu Thủy thật là nhiều nha.